Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 7 của tỉnh đoàn Nghệ An. Trong chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chương trình hội quân và hành trình những dấu ấn vinh quang. Chuỗi hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Lễ xuất quân các đội hình tình nguyện mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng thực hiện các hoạt động cao điểm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Chuỗi các hoạt động cao điểm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Gần 120 đại biểu tham gia trại hè quốc tế tại tỉnh Nghệ An. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn kịch phục vụ bà con nhân dân một số địa phương trên bản tỉnh. Sinh hoạt toàn đoàn với chủ đề những dấu ấn vinh quang. Đoàn các cấp sôi nổi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gần với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, sáng ngày 20 tháng 7, đoàn hành trình những dấu ấn vinh quang do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh và khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Tham gia cùng đoàn hành trình có các đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gần 300 đại biểu đến từ 11 tỉnh thành đoàn. Thành kính dâng hoa trước tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn hành trình những dấu ấn vinh quang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã trực tiếp sáng lập, dìu dắt, rèn luyện tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các đại biểu nguyện hứa mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, đem tài năng sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, đoàn hành trình những dấu ấn vinh quang đã về dâng hoa dâng hương tưởng nhớ bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Dịp này, đoàn hành trình những dấu ấn vinh quang đã trao tặng một suất quà, một suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Thanh Chương và Nam Đàn. Tuổi trẻ thủ đô Hà Nội cũng trao tặng một ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng cho một thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thông qua tỉnh đoàn Nghệ An. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Trung Bồn 31 tháng 10 năm 1968, 31 tháng 10 năm 2018, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, tỉnh đoàn Nghệ An, Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại huyện Đô Lương. Sáng ngày 21 tháng 7, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đại học Y Hà Nội phối hợp với tỉnh đoàn Nghệ An, Công an Nghệ An tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Trù Sơn, Đô Lương. Tại chương trình, 400 người dân là đối tượng chính sách, thân nhân các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ và 250 em học sinh tại xã Trù Sơn được khám phát thuốc miễn phí. Tối ngày 21 tháng 7, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An và tỉnh đoàn phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, hành trình theo bước chân những người anh hùng. Chương trình nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và củng cố niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống cách mạng, những cống hiến hy sinh, tinh thần yêu nước của các thế hệ cha anh, cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Cũng tại chương trình, tuổi trẻ Công an nhân dân đã dành tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Đô Lương. Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2018, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức đoàn hành trình về các địa chỉ đỏ. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức sinh hoạt chính trị và dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử Kim Liên Nam Đàn, khu di tích cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, xã Nam Trung Nam Đàn và khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Trong chương trình, đoàn đại biểu đã tổ chức trồng cây lưu niệm, tặng 10 bình cứu hỏa cho ban quản lý khu di tích Trung Bồn và chuyển giao công trình thanh niên với 1.000 con gà giống siêu trứng cho 4 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 22 tháng 7, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tiếp tục diễn ra, tổng giá trị quà tặng của chương trình gần 300 triệu đồng. Chương trình tập huấn phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tổ chức tại Ủy ban nhân dân xã Văn Sơn, huyện Đô Lương và tặng 20 bình cứu hỏa đạt chuẩn, cấp đổi chứng minh nhân dân miễn phí cho gần 300 người dân trên địa bàn huyện Đô Lương tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống ma túy học đường và tặng 30 mũ bảo hiểm cho bà con nhân dân và học sinh trên địa bàn tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị trấn huyện, thăm tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương, trong đó có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hạ cùng các bác thương bệnh binh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật, hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong
có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 9, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương. Đoàn cũng đã đến tham dự khởi công và trao tặng số tiền mặt trị giá 50 triệu đồng. Tối ngày 22 tháng 7, tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật bài ca không quên và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Các đồng chí đại biểu và gần 700 đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, thắp hương, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm rạng danh non sông gấm vóc Việt Nam. Dịp này, tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã trao tặng 15 suất quà tới các gia đình thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn huyện Đô Lương và 10 gia đình chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật. Sáng ngày 5 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa và xuất quân các đội hình tình nguyện mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, thực hiện các hoạt động cao điểm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Trong lễ xuất quân lần này, các đội thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hoạt động tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới, các xã bãi ngang ven biển, trong đó điểm cấp tỉnh tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Với sự đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động thiết thực, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của tỉnh Nghệ An tiếp tục thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, gặt hái được nhiều thành công và những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thành công chung của chiến dịch tình nguyện hè cả nước năm 2018. Ngay sau lễ xuất quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã trao quà động viên các đội thanh niên tình nguyện lên đường tham gia các hoạt động cao điểm tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Nằm trong chuỗi các hoạt động cao điểm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Sáng ngày 10 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Y tế và Bệnh viện Quốc tế Vinh tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Tại chương trình, gần 500 bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách được thăm khám, kê đơn, phát thuốc miễn phí với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Với đội ngũ hơn 50 y bác sĩ khám tổng quát sức khỏe, cấp thuốc điều trị một số bệnh thường gặp, tư vấn hướng dẫn cách phòng ngừa bệnh tật, tư vấn giới thiệu đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời đối với những trường hợp phát hiện bệnh nặng. Sáng ngày 11 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị của huyện Con Cuông tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh mở đường liên bản tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông với hơn 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện và bà con nhân dân bản Mọi, xã Lục Dạ tham gia. Bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông là địa phương cách xa trung tâm, có địa bàn phức tạp, thường xuyên bị các đối tượng thù địch lợi dụng, tuyên truyền kích động và truyền đạo trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, giao thông đi lại khó khăn, khiến đời sống người dân gặp nhiều hạn chế và bất cập. Trước yêu cầu cấp bách đó, tỉnh đoàn phối hợp với huyện Con Cuông mở tuyến đường mới, xẻ núi với chiều dài 3 km nhằm rút ngắn khoảng cách từ xã vào bản 15 km. Tuyến đường góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cán bộ tiếp cận cơ sở nhanh chóng, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân địa phương. Tối ngày 12 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2018 tại bản Yên Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Đây là sự ghi nhận động viên kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng một sân chơi cho thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An trị giá 20 triệu đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các đơn vị lực lượng vũ trang trao tặng 4 bộ máy vi tính cho đoàn xã Lục Dạ, đoàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, huyện đoàn Tương Dương, huyện đoàn Kỳ Sơn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các đơn vị đồng hành trao tặng nhân dân tuyệt trẻ xã Lục Dạ các phần quà, mở một con đường thanh niên với chiều dài 3 km tại bản Mọi, xã Lục Dạ, trị giá hơn 500 triệu đồng, lắp đặt một máy lọc nước công nghiệp phục vụ nhân dân và các đội tình nguyện, tặng 50 bộ sách giáo khoa cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Lục Dạ. Đoàn thanh niên các trường đại học cao đẳng trao tặng một sân bóng chuyền cho thanh thiếu niên xã Lục Dạ. Đoàn khối các cơ quan tỉnh trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tặng một công trình thắp sáng đường quê dài 1 km, một sân chơi cho thiếu nhi, một con đường bích họa, 5 xe đạp. Sáng ngày 13 tháng 7, tại huyện Con Cuông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2018-2022 và tập huấn cho cán bộ đoàn, người dân tộc thiểu số. Nội dung ký kết tập trung tổ chức công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bồi dưỡng phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Tổ chức các sự kiện biểu dương tôn vinh và nhân rộng các tập thể cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội
vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Tham mưu xây dựng, triển khai cơ chế chính sách đặc thù cho thanh thiếu nhi, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ngày sau lễ ký kết, đã diễn ra chương trình tập huấn cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số năm 2018 cho hơn 100 cán bộ đoàn hội, chủ chốt của huyện Con Cuông với chuyên đề phát huy vai trò thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số do tiến sĩ Vi Văn An, trưởng phòng nghiên cứu văn hóa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trao đổi. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7, trại hè quốc tế năm 2018 đã diễn ra tại Nghệ An. Đây là điểm dừng chân thứ 3 trong hành trình về nguồn với gần 120 đại biểu tham dự. Đoàn đại biểu trại hè quốc tế đã chọn Nghệ An làm điểm dừng chân thứ 3 trong hành trình về nguồn với gần 120 đại biểu là thanh niên sinh viên kiều bào đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2018 là năm thứ 15 trại hè Việt Nam được tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã dâng hoa báo công với Bác tại quảng trường Hồ Chí Minh, gặp gỡ thăm hỏi và trao một xuất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Sau chặng dừng chân tại Nghệ An, đoàn sẽ tiếp tục hành trình xuyên Việt với nhiều địa điểm dừng chân suốt chặng đi. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7, Đoàn Nhà hát kịch Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lưu diễn phục vụ bà con nhân dân tại một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia biểu diễn tại Nghệ An, Đoàn Nhà hát kịch đã đem đến một vở kịch về đề tài chiến tranh với tên gọi Báo tố Trường Sơn. Một vở diễn về đề tài cũ, cốt truyện cũng không mới, nhưng cách thể hiện đầy tài năng của các nghệ sĩ gạo cội và dàn diễn viên trẻ của Nhà hát kịch Việt Nam đã làm cho Báo tố Trường Sơn trở nên mới mẻ, hấp dẫn. Báo tố Trường Sơn kể về câu chuyện tình yêu, tình đồng chí giữa rốn bom Trường Sơn. Sự hòa quyện giữa dàn diễn viên còn rất trẻ của nhà hát và các nghệ sĩ gạo cội đã đem tới một tác phẩm giàu cảm xúc cho người xem. Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo 100% đoàn các đơn vị tổ chức sinh hoạt toàn đoàn với chủ đề Những dấu ấn vinh quang từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 và tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7. Các buổi sinh hoạt nhằm ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng, cũng qua đó góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Sinh hoạt toàn đoàn được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn, thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia như xem phóng sự, giao lưu với các bác cựu thanh niên xung phong, tổ chức các trò chơi, đố vui, sinh hoạt ngoài trời. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 7, các huyện, thành thị, đoàn toàn tỉnh đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi, lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương dâng hoa dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa để tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 7 năm 2018 đánh dấu tháng cao điểm của chiến dịch thanh niên tình nguyện năm nay với nhiều hoạt động sôi nổi sáng tạo khắp các vùng miền trong toàn tỉnh, gắn với các hoạt động tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Sáng ngày 28 tháng 6, huyện đoàn Nghi Lộc chỉ đạo các chi đoàn khối cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thăm và trao biển đảm nhận chăm sóc thường xuyên cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có thành tích học tập khá giỏi trở lên. Các em sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập chính khóa tại trường từ nay đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bình quân từ 2 đến 3 triệu đồng một em một năm học. Nguồn kinh phí được quyên góp hàng tháng từ các đoàn viên trong chi đoàn. Trong đợt này, Ban Thường vụ huyện đoàn chỉ đạo đảm nhận mới thêm 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Thời gian tới, Ban Thường vụ huyện đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng hoạt động này tới các cơ sở trên địa bàn. Ngày 6 tháng 7, Đoàn Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với đội sinh viên tình nguyện Học viện An ninh, Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân và Đoàn xã Bắc Sơn tổ chức làm cầu tạm cho nhân dân xóm Bản Vi. Trong thời gian một ngày, gần 100 đoàn viên thanh niên đã được huy động làm cầu tạm ở xóm Bản Vi dài 12m, rộng 4m. Để làm cầu, lực lượng đoàn viên thanh niên đã thuê máy múc, đan 8 rổ sắt, đựng hơn 20 khối đá kề chống cầu trôi vào mùa mưa. Cây cầu hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân. Tổng trị giá công trình khoảng 30 triệu đồng. Dịp này, Đoàn Công an Quỳ Hợp đã trao tặng 2 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng gồm tiền mặt và quạt điện cho 2 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã. Sáng ngày 12 tháng 7, Ban Thường vụ Thị đoàn, Hội đồng đội thị xã Tây Hòa tổ chức khởi công xây dựng và trao 40 triệu đồng từ quỹ vận động các phong trào của các liên đội trên toàn thị xã để hỗ trợ xây ngôi nhà khăn quàng đỏ
cháu em Nguyễn Vũ Tấn Tú, chi đội 2B, liên đội trường tiểu học Quang Phong. Bố em mất sớm khi hai anh em đang còn nhỏ, mẹ đi làm thuê công việc không ổn định. Hiện ba mẹ con đang phải ở nhờ nhà người thân. Dự kiến, ngôi nhà khăn quảng đỏ sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2018. Hoạt động về nguồn của tuổi trẻ Thái Hòa năm nay gắn liền với chiến dịch hè tình nguyện bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động rửa xe gây quỹ giúp đỡ hộ nghèo do các tổ chức cơ sở đoàn triển khai. Toàn bộ số tiền thu được từ việc rửa xe, các đoàn xã phường sẽ trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt cao điểm kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ Thái Hòa sẽ tổ chức thăm tặng gần 100 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trên địa bàn còn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo ở trong và ngoài địa bàn. Năm nay, ngoài các hoạt động như viếng nghĩa trang, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, tu sửa nhà cửa cho mẹ Việt Nam anh hùng, thì tuổi trẻ Thái Hòa còn tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn và một số xã vùng cao Tây Bắc Nghệ An. Sáng ngày 14 tháng 7, huyện đoàn Yên Thành chỉ đạo đoàn xã Công Thành tổ chức bàn giao công trình thanh niên, khu vui chơi cho thiếu nhi cho xóm Đồng Hiền. Công trình có diện tích sử dụng hơn 70m², được xây dựng và đặt tại khuôn viên của trung tâm văn hóa xóm Đồng Hiền, bao gồm các dụng cụ thể dục thể thao và vui chơi cho các em thiếu nhi và hơn 50m² tranh tường cổ động với thông điệp bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường, yêu biển đảo quê hương đất nước, tránh xa tệ nạn xã hội. Tổng kinh phí công trình thanh niên hơn 20 triệu đồng. Công trình được hoàn thiện bằng xã hội hóa, đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm, một phần nguyên vật liệu ngày công của các đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Theo kế hoạch, tuổi trẻ huyện Yên Thành sẽ tiếp tục đảm nhận các công trình tình nguyện, tiếp tục xây dựng nhiều sân chơi bổ ích. Ngày 18 tháng 7, tỉnh đoàn Nghệ An chỉ đạo huyện đoàn Yên Thành tổ chức tập huấn cho 191 cán bộ đoàn đội chủ chốt trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các cán bộ đoàn hội đội ở vùng đặc thù của huyện Yên Thành được tiếp nhận 5 chuyên đề, gồm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đội hội chủ chốt vùng đồng bào có đạo, nghi thức đội, trại hè kỹ năng chú trọng hướng dẫn tổ chức các trò chơi, các hoạt động tập thể và thông tin tuyên truyền về công tác đối ngoại, công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Đợt tập huấn này nhằm định hướng những vấn đề mà hiện nay thanh niên đang quan tâm, cũng như trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn hội nói chung và cán bộ phụ trách công tác đoàn hội, nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó góp phần xây dựng phong trào ở cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu quả. Ngày 14 tháng 7, huyện đoàn Kỳ Châu phối hợp với thị đoàn Thái Hòa và chi đoàn bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An tổ chức chuỗi hoạt động khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng và tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu. Tại chương trình, 150 người dân thuộc đối tượng là gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Châu Nga đã được đội ngũ hơn 20 y bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc và câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Quỳ Châu trực tiếp khám tư vấn, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn cách phòng và điều trị bệnh, tổng giá trị trên 15 triệu đồng. Cũng trong chương trình, chi đoàn bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc đã tặng 3 suất quà cho 3 thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Châu Nga. Chiều ngày 18 tháng 7, tại xã Châu Thuận, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳ Châu tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách mạng, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Tham gia chương trình giao lưu có 12 đội tuyên truyền ca khúc cách mạng đến từ các cơ sở đoàn trên toàn huyện. Các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng cơ sở đã mang đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc qua những ca khúc, những điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, những bài ca đi cùng năm tháng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, niềm tự hào về những chiến công, sự hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ huyện đoàn đã trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Ủy ban nhân dân xã Châu Thuận trao tặng 20 suất quà cho cựu thanh niên xung phong và những người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sáng ngày 4 tháng 7, được sự chỉ đạo của huyện đoàn Tân Kỳ, đoàn xã Kỳ Sơn tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho hơn 100 lượt thanh thiếu nhi, nhân dân trên địa bàn xã. Chương trình đã thu hút hơn 8 tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn. Trong đó, có một số đoàn viên thanh niên là những thợ cắt tóc chuyên nghiệp thuộc các salon tóc trên địa bàn huyện. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, chiều ngày 24 tháng 7, huyện đoàn Tân Kỳ phối hợp với đoàn cơ sở trại giam số 3 tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 90 người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi của hai xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Hợp với tổng trị giá hơn 42 triệu đồng. Tiếp đó, trong 2 ngày, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7, huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện Tân Kỳ phối hợp với bệnh viện đa khoa An Phát tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, các đối tượng người có công trên địa bàn huyện. Hơn 300 đối tượng chính sách được các y bác sĩ tận tình kiểm tra sức khỏe, siêu âm, đo huyết áp cùng một số chuyên khoa như mắt,
tai, mũi, họng, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị một số bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, các y bác sĩ cũng tư vấn cho các đối tượng chính sách, người có công những kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho gia đình và bản thân. Tổng giá trị chương trình hơn 300 triệu đồng. Nhằm tạo sân chơi bổ ích thiết thực cho thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, huyện đoàn Hưng Nguyên đã chỉ đạo 23 trên 23 đoàn xã thị trấn tổ chức các hoạt động cắm trại hè, văn hóa văn nghệ, các giải bóng đá, trò chơi dân gian, hội thi nghi thức đội trên địa bàn dân cư với sự quan tâm động viên của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn. Qua đó, công tác xã hội hóa mang lại cho hoạt động của các em trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đạt trên 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, 100% cơ sở đã tổ chức hội thi nghi thức đội, trong đó tại những đơn vị có đông đồng bào theo đạo đều có đội hình tham gia hội thi. Những học sinh có khiếm khuyết được các anh chị phụ trách hướng dẫn, đưa các em vào tham gia sinh hoạt. Các hoạt động đã thu hút, tập hợp và tạo cho các em nhiều sân chơi bổ ích trong những ngày hè, đồng thời giảm thiểu tối đa những tai nạn thương tích đáng tiếc có thể xảy ra với các em khi không có người phụ trách. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhđoannghean.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin được cảm ơn công ty truyền thông Vinmedia đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.